thiệt cứng quá. Thấy nóng lạnh chứ. Chim kêu cười mình làm gì vậy? Vậy nó cười vô mặt đó. Nó cười vô mặt lên ba đứa mình. Coi cẩn thận nha, có gì mất hay bị đảo á. Ô. Không rồi. Mua miếng gì vậy? Anh Diệu hả? Người ta nói tôi vậy chứ tôi biết không? Thử thách này khó nhai quá. Còn đủ không? Đủ dư sức. Nghe răng cho mọi người xem ơi, còn đủ răng không? Ừ. Còn nó nằm trong đây nè. Nghe ra tao cười chết, lỡ hàng tiền đảo chết tao cười chết. Lắm rồi cái gốc này chắc ông ăn quá nè đó. Đó gốc bự này của ông thì hai cái gốc lớn thì dám chơi không? Sống chơi được. Trời ơi, chú chơi được sao? Chơi liền. Thấy không, mà cái giờ cái này là cái gốc này bự nè. Đó, cái gốc này bự nè, rồi tôi thấy cái gốc này bự nè. Trời ơi, chết luôn à. Chết rồi. Sao chơi vô hô rồi sao? Tôi mới mua sắn con heo. Đâu heo đâu? Bỏ giấu rồi. Đây ai hô là bắt đầu mình sẽ đâu heo đâu bỏ heo để dành mối mình làm chuyện ý nghĩa thôi. Rồi bắt đầu ơi, bắt đầu hai người cây đi nè, cầm cây bự đi của ông. Chào mọi người nhé, hơi cái giò túi thì đến rồi xuống về. Chào chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha mọi người. Chào mọi người, hôm nay mình đem miếu qua, mình sẽ hách đấu bằng Việt và bằng Nghĩa nha mọi người. Đem trong vòng ai ăn hết cây miếu trước thì người đó thắng thôi mọi người. Ăn bất kỳ gì cũng được, bẻ ha, ăn nguyên cây gì miếng sao mà nhanh được rồi, nhưng mà chỉ dùng miệng tay mình thôi mọi người. Thôi mình sẽ bắt đầu thôi, camera đưa miếng vô. Tôi nhìn cái miếng thấy quái kìa chứ gì trời. Việc để cái miếng nhỏ rồi. Cái miếng nhỏ. Nhìn cũng khóc. Trời hả? Ơi. Mình lúc nào cũng hô mà mình cho cái miếng cho bó rồi mọi người. Rồi. Má ơi, cái này cái mắt rồi cắn nè. Cái này được quyền mà bỏ mắt nha mọi người. Bẻ sao được. Bẻ sao cũng được. Đây nhân, nè mình ăn tới cái hết cái miếng xanh này là mình ngưng nha. Miếng xanh là được. Tới cái miếng xanh nha. Còn này là bỏ cái tới cái bút này là ngưng. Bây giờ mình cái góc này là ngưng nha. Rồi. Rồi bây giờ lực chơi như vậy. Ai thua chót thì sẽ bỏ vô heo 20k nha mọi người. Còn ai thua như vậy thì 10k. Nó như vậy tiền mình sẽ cuối năm mình sẽ làm từ thiện, hay mình làm cái chuyện một chuyện gì ý nghĩa không? Hay bạn nghĩa còn việc khác vậy được không? Ok. Được okay. Không? Đây camera hải heo vô chấp. Đây mọi người ơi, cái con kia tôi xiên vô. Đây mọi người nhìn thấy con heo nha, ai thua thì cũng phải hiểu okay, cho nó ăn rồi phải không? Rồi. Rồi. Bây giờ mình đánh đánh rồi vô. Xí. Mắt là có quyền bỏ. Cái chỗ này bỏ không? Chỉ là bỏ cái mắt thôi nha, chứ không được bỏ nhiều nha. Chỉ bỏ cái khúc này thôi nha, được cái bỏ khúc giữa này nha. Là chỉ bỏ mắt thôi nha. Ừ. Rồi xác. Ngay cho sạch nước nha. Xác xác cái mí thì bỏ dưới đất nha mọi người. Lát cho camera kiểm lại. Ai mà còn nước thì coi như là thua loại thắng. Rồi. Rồi ok chưa? Rồi camera bắt đầu với camera. Bắt đầu. Ăn từ từ nha, đừng để gãy răng chết luôn. Trời ơi, gì vậy bác cha? Ôm vô mình nha. Trời ơi. Từ từ nha, để gãy răng á. Ê quá trời. Mình chưa kháng sao ông viện đó quốc. Đây mắt mình bỏ nha mọi người. Nó ngon quá. Chắc mía của ai nấy bỏ nha, để camera kiểm nha. Thank you.
miệng cứng quá. Thấy nóng lạnh chứ. Chim kêu cừu mình hay gì vậy, vậy nó cười vô mặt á. Nó cười vô mặt đây ba đứa mình. Coi cẩn thận nha, có chuyện mất hàng tiền đạo á. Ô. Không rồi. Mua miếng gì vậy? Anh Diệu hả? Người ta nói tôi vậy với tôi biết không? Thử thách này khó nhai quá. Mấy mắt rồi nhỉ? Không biết rồi. Anh đại rồi. Cứng quá đà. Cứng quá đà rồi. Quá đà. Nghĩa là gì hả? Hết nổi hả? Thấy sướng ghê quá. Như máy vậy. Phong mới ghê kìa. Cứng quá. Cứng quá. Sao lần nào cũng nghe nhạc sống vậy? Nhạc sống cổ vũ này hay gì đó. Tôi không nổi à. Mặt có quyền bỏ nha. Câu bọt và mía. Ôi ôi trời, các bạn ơi. Bỏ là thua. Bỏ là thua nha. Quân quỷ. Mở miệng quá. Từ từ nha anh em. Để coi chừng mất hàng tiền đạo quá nha. Dễ gì. Hơi cập à. Này tôi đã từng trước nắp bia rồi. Cuộc chơi nhưng mình sức khỏe vẫn quan trọng hơn nha. Nè. Ngọt phải không? Ngọt thì ngọt gắt luôn. Miếng ngọt ngang. Chứ không thi quá ngon, thi mệt quá. Ép đồng. Mở miệng quá. Rò heo nè. Ờ cứng rồi, ngoài cứng rồi. Miếng răng nữa à. Miếng răng rồi. Châu bò gặp mé. Phụ anh. Phụ camera. Ngay thử thách giờ em thấy mệt mỏi rồi. Quá mỏi hả? Quá mỏi.
mỗi mỗi gan á. Ai thử thá. Ai hết nổi có quyền đầu hàng cho heo ăn nha. Không ăn hả? Không biết không ăn, ăn kỳ hả? Yeah. Giờ đã làm bước người ta sâu. Mình quên nói với các bạn là về cái sợ rau sợ sâu luôn á. Có nguyên nhân gì mà ông sợ sâu với vậy? Đó chính là lý do sạp. Sao cũng chơi lạc quá. Quá trời con nhiều luôn. Ok bạn phụ mà không ăn. Còn nhìn qua mày. Mà heo. Cú này quá không? Đó cái xanh này là lúng à. Đúng không? Làm không đợi rồi. Miễn qua mấy việc con ơi. Cháu bò gì vậy? Mấy cháu bò chứ. Mấy cháu cứng dữ vậy hả? Quẹ gì đó. Kỳ vậy? Trời ơi, bị thâu quá rồi. Bò là chắc à? Như nước bả hả? À? Ơi con heo có ăn hủ nó không kìa? Không. Sao ăn ghê trời. Tôi nhận cho heo ăn cái động vật kìa. Tôi nói rồi. Tôi ăn thì nó khác. Trời ơi nó cười quá chi. Trời ơi. Thấy được, khác được không? Ừ. Thấy có động lực liền. Có nào tét mỏ không kìa? Có chứ. Nó ghim tới cái gì đó. Rồi. Có nhảy gì vậy trời? Có phải ứng ngắt nè. Chết rồi. Con này sắp hết nè. Ghét không? Hay ghét mày không? Không. Mà thấy nó mỏi miệng quá rồi. À, miếng ăn sập miệng lắm, sập lưỡi. Ừ. Rồi nó thấy cái con cái nốt răng nó có cái gì nó đỏ đỏ nè. À, ông cho nấu nhẹ nhẹ với ông gà. Giết nấu đi. Giết ghê vậy. Lung lai hàng răng nó còn. Ha, còn cứng bài. Tôi thấy cái gì nó giống như là cái gì đỏ đỏ trong đây nè. Sơ mía. Phải không? Ờ là cách hả? Đẹp quá. Không. Camera lại kiểm. Kiểm. Dơ quá là lội hẳn nha. Ừ. Ok không? Được không?
ổn không? Ok mọi người, nếu mọi người cảm thấy dơ thì mọi người comment bên dưới nha. Vâng, bao sạch luôn, bao sạch luôn, tôi mà núc nước gì chịu gì nói. Bếp không có ghim ghim đợt sau sẽ trả thù lại. Ý là mình gác mía qua mình thách đấu mà mình vẫn thua trời. Con heo nó cười đây quá rồi. Cái chỗ này là cái chỗ lúc nào mà nó bị kẹt tiền á, cái mình dỡ nó ra, cái mình móc ra mình xài đó vào. Đấy, đây đúc 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 vừa nè. Ừ, đúng rồi. Nghỉ ăn mà quá tời à, nghỉ ăn đi. Lung lay hàng tiền đạo ơi, còn cái gì không? Còn còn đủ không? Đủ dư sức. Nghe găng cho mọi người xem ơi, còn đủ găng không? Còn nó nằm trong đây nè, nghe ra tao cười chết, lỡ hàng tiền đạo nó rớt tao cười chết. Không, mình hàng chót nữa trời, chót nữa rồi cho mình hách đấu mà cho mình vẫn thua vậy. Lần đầu tiên thắng được hai lần. Trời ơi. Vậy hiểu rồi, vậy hiểu rồi. Camera kể mà nghĩa ơi, camera coi còn vết viết được phần nào không? Không, quá sạch trơn, rất là sạch luôn. Quá sạch rồi chứ không phải mình, như bạn Phong đâu. Mình còn ba mắt nữa mà. Phong An Giang nè, đem qua thích người ta mà coi cắn cái mắt rồi kìa. Chưa mắt coi kìa, coi cắn cái mắt nè. Mắt đó, mắt mèo. Ăn gian, ăn gian mà chơi không lại đó, mắt nó bự quá. Bự gì, cái này còn luôn nè. Đó, còn thịt luôn. Bây giờ còn cái nào ông tung chiêu ra nữa đi. Vậy, vẫn thua hả? Vẫn thua nữa rồi. Đây, đây. Trời ơi, mình lại đó, tiếp tục làm nhiệm vụ. Thôi, nghe việc cầm đi. Rồi anh em mình làm nhiệm vụ thôi chứ. Thua lật thì đúng lật thôi chứ sao giờ. Cài không? Ghiêm, ghiêm, ghiêm. Đây, lấy tiền. Lấy tiền. Lấy tiền. Rút tiền trong ngân hàng. Hôm nay mọi người ơi, mình thách đấu bạn Nghĩa bằng Việt mà vẫn thua. Trời ơi. Thôi mình sẽ làm nhiệm vụ nha mọi người. Mình thua chót, hẹn chót mình đành nuôi heo 20k. Trời ơi, cởi nhìn cười phái chí kìa. Được lắm, được lắm. Đây Nghĩa mới lấy tiền vô nha. Cài vô. Cài không? Cài chứ. Tức sao gì tôi cũng bỏ vô. Dạ. Sao gì không chịu nuốt hả? Phải cài chứ. Mày á. Rồi nó văng cái mỏ ra luôn rồi. Ối 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 luôn rồi, dài đầu nữa nè. Nè, 10.000 đó. Lòng bây giờ phỏng vấn bằng Nghĩa với bằng Việt chút thử cái hát này khó không mà sao ăn lẹ quá vậy. Rất là khó nhưng mà cũng phải ráng sức. Trời ơi, còn bằng Nghĩa sao mà nay chậm hơn bằng Việt rồi không biết sao nữa, chắc nay yếu người. Sao mình lúc nào cũng hạn chót mọi người ơi, gì kỳ á. Giới thiệu mình ăn gian nữa thôi. Video mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha.